Trang trại Dế Thanh Xuân thu mua dế thương phẩm cho khách hàng mang về bán cho trang trại Dế Thanh Xuân hàng ngày. Dưới xuống dưới cho anh, xong rồi anh nghiêng thùng để anh ấy. Cán bộ của Thanh Xuân, kỹ thuật của Thanh Xuân tranh thủ anh chăn vợ đẻ ba con. Kỹ thuật của Samsung á? Định cho bố em đi nhưng mà sao không cho ông đi? Nhưng mà nhà lại đang làm nhà ông ấy. Vợ hả? Vợ đâu? Ông cũng đi làm Samsung. À, hai vợ chồng đi làm Samsung à? Xong đấy thế dùng máy Samsung đó là mất tiền. Cấp cho dùng nhưng mà không được mất, mất ở đây. Thì khách hàng mua rất là chuẩn, tốt.